Xin chào cô và các bạn, nay em xin trình bày bài tập 6 hiển thị chữ hello chạy trên 8 đến 7 đoạn. Đầu tiên là em sẽ vào phần lưu đồ. Đầu tiên là mình sẽ viết chương trình khai báo biến led mã PIC16887 và các biến của led 7 đoạn, và sau đó là tay ghi sẽ khai báo những câu lệnh hiển thị led. Và tiếp theo đó là ta sẽ khai báo vòng vòng lặp cho led 7 đoạn. Tiếp theo đó là ta sẽ khai báo chương trình quét, và tiếp theo nữa là ta sẽ viết chương trình cho led cho chữ hello chạy từ phải sang trái, và cuối cùng là hiển thị ta hiển thị lên mã led 7 đoạn và kết và ta cứ tập diễn lại cho khi nào là kết thúc. Và sau đây em sẽ qua phần viết mạch.
sau đây sẽ trình bày phần viết code của em. Đầu tiên là sẽ khai báo thư viện của Pix 16.87, sau đó sẽ khai báo hình ảnh với sum clock là 20 mil. Vậy cho đó ta sẽ khai báo mã của led bay đoạn như sau. Và tiếp sau đó là ta sẽ khai báo các biến như biến y lập, biến quy là biến hiển thị cho led chạy từ trái sang phải, biến k và quét. Đầu tiên ta sẽ viết chương trình hiển thị led, là viết một lệnh for vòng cho vòng lập của vòng lặp lại của dãy 11 trạng thái led bay đoạn từ 0 tới 7. Và tiếp theo đó là ta sẽ viết chương trình quét cho k chạy từ 0 tới 9. Và tiếp theo đó là chúng ta sẽ viết chương trình cho test chạy chữ hello từ phải sang trái với chương trình như sau. Và sau đó là ta sẽ khai báo biến output bọc D là chủ quét và bọc C là hiển thị của bản led bay đoạn. Ta sẽ cho delay 40 giây. Và ta sẽ cho lặp đi lặp lại cho tự và set trích cho bọc C trạng thái ban đầu không và bọc D trạng thái ban không. Và ta sẽ go to là đi lại lên lại cho tới khi ta kết thúc chương trình đó. Anh em xin mô phỏng. Tới đây phần trình bày của em xin hết. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe.